Nó chỉ bán ở Watson hoặc là những, em biết ở ngoài Thảo Dĩnh nó có một cái tòa nhà cao cao 24 á, nó chỉ bán trong đó chứ nó không bán ở, nó không bán ở chợ, nó cũng không bán ở shop. Một cái đôi nó như thế này chị bao luôn á, chị bao hàng cho em luôn. Cái này là chỉ còn đúng có 3 đôi thôi nha, thề thề luôn, không còn nữa đâu. Chị em có hỏi cũng không có, chị em có hỏi cũng không có luôn. Đâu rồi cái mạc đâu đây, chị nói thiệt lòng luôn á, cái này hàng hiệu á, cái này là chị để dành á. Chị để nó là nhớ vừa kèm vớ kèm nịch bụng luôn, tầm 50 đến 55 ký, 45 đến 55 ký bao luôn. Cái này chế để dành này chế mặt á, em ra ngoài em mua một cái gì sẽ là 4, sẽ là 609 nha chị, nói thiệt, một cái gì sẽ là 609. Nó không có rẻ, cái này nó không rẻ vì nó hàng hiệu đó em, nó chuẩn hàng hiệu luôn chứ không có nói điêu đâu, chứ không nói điêu đâu. Cái đôi vớ thơm nó còn dở ra thơm đó. Chứ em muốn bán hàng chứ không phải lên đây mà nói cho thách được cho trả giá, không có. Cái này xài im cực kỳ luôn á. Cái này là chế để dành lại đó. Tại em hỏi gì chế đưa lên giới thiệu thôi. Chứ cái này là chế để dành chế mua, mua về Việt Nam. Mua ba một cái 200 á chứ. Một cái 200. Ba cái 500. Và em nói thật lòng nha, em có ba cái thôi. Ba cái này là do em chừa lại. Cái này mặc ấm lắm luôn, cái có lông hết rồi, cái có lông hết rồi. Cái này là với thời tiết này ok lắm. Và chứ chỉ còn có ba cái này thôi. Nó có tem luôn cho em, thì là tem chống hàng giả, tem chỉ định luôn. Cái này là vớ chính hiệu luôn của Pháp luôn. Cái này vớ ý của Mỹ. Chị không nói điêu đâu. Cái vớ này em đi ra những cái tòa nhà như là Watson á, nó mới có. Chứ nó không có bán ở tiệm, nó cũng không có bán ở với những cái chợ đâu. Một đôi gì ở ngoài 609 nè. 609 là hàng hiệu.
Em có 3 đôi, có 3 đôi là hết rồi. Thời chế nào mua 3 đôi vớ này thì em tặng luôn cho 5 miếng mặt nạ mắt nè. Nó là mặt nạ mắt á. Tại cái này là hôm bữa, cái này là em bán em chừa lại. Tại em gần về Việt Nam, mà ra Bắc á thì em hay mua những áo giặt dài lắm mà em chưa có quần, nên em chừa lại. Nay bé gì hỏi em mới đưa lên chứ em định chừa em mua mà. Nên là chị em nào thích thì mua thì nói em, thì em bán cho, còn không thích thì thôi. Em cái này là em để dành lại. Dạ, em để dành lại mua mà. Tụt im luôn á, cái này em cũng nói điêu đâu, im lắm luôn. Im lắm luôn. Nên chị em nào thích thì nói em nha. Còn đúng có 3 cái. Em không có còn nhiều. Em không có còn, hồi trước em bán mấy chục cái luôn á. Hồi trước lấy về mấy chục cái, bây giờ em còn có 3 cái thôi mới chứ. Mà từ 4